Bộ phim bắt đầu với cảnh Steven đi xung quanh ngôi làng và gõ chuông như mọi khi. Tuy nhiên lúc này ngôi làng đã không còn một bóng người. Phía đằng xa một cơn bão đang dần kéo đến. Cảnh sát trưởng giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là cơn ác mộng. Ông ta sau khi chui vào thân cây trong khu rừng ở phần trước, thì bất ngờ lại xuất hiện trong một bức tường chật hẹp. Cảnh sát trưởng cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe. Lúc này, một đoàn người trên chiếc xe buýt từ đâu xuất hiện trong khu rừng. Bọn họ như thường lệ, vẫn bị một cái cây to chắn ngang đường. Nữ tài xế không còn cách nào phải quay đầu lại. Chiếc xe sau đó lái thẳng vào trong ngôi làng. Trong khi các hành khách vẫn tỏ ra bình thường, thì một cậu thanh niên tên Elgin, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lập tức tỏ ra sợ hãi, yêu cầu nữ tài xế mau rời khỏi đây. Trong khi đó ở ngôi nhà chung, người dân đang nhanh chóng thu dọn linh kiện của thiết bị thu sóng. Cơn bão đằng xa ngay lập tức ập đến, khiến các thiết bị trong ngôi nhà liên tục chập điện. Anh chàng Zed trong lúc đang dọn dẹp, bỗng nhìn thấy đằng xa có chiếc buýt lạ, lập tức thông báo đến những người xung quanh. Kenny cùng với Donna liền đến gặp những vị khách mới đến. Bọn họ lúc này vẫn chỉ nghĩ đây là một ngôi làng bình thường. Trong khi đó cậu thanh niên Elgin lại vô cùng lo lắng, bảo rằng đã nhìn thấy nơi này trong giấc mơ. Cô gái trẻ tên Mary cùng với anh chàng tên Rick liên tục trấn an, khuyên Elgin nên xuống xe để hít thở không khí. Trong khi đó tên thanh niên tên London lại rất tức giận vì việc Elgin đã gây hỗn loạn, còn lớn tiếng muốn đánh cậu ta. Về phía Julia, sau khi về nhà thì phát hiện mẹ của mình đã biến mất. Dưới tầng hầm có một cái hố sâu. Jim lo lắng bảo rằng mẹ của cô có thể đã rơi xuống bên dưới. Julia lập tức chạy đến chỗ đám đông, nhờ mọi người giúp đỡ cứu mẹ của mình. Người đàn ông ở quán rượu lập tức xung phong. Hai vị khách trên xe buýt là Brick và Randon cũng muốn giúp một tay. Bọn họ đi đến chỗ cái hố, vừa định đào nó lên thì bỗng nhiên xung quanh rung lắc dữ dội. Ngôi nhà ngay lập tức đổ sập trước sự chứng kiến của những người bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng chạy đến cứu nhóm người mắc kẹt. Tên thanh niên Randon may mắn không bị thương nặng. Tuy nhiên ba người còn lại đã bị đá đè sâu bên trong. Nữ y tá Christie sau đó có mặt để sơ cứu những người bị thương. Cô bỗng phát hiện ra Mary trong nhóm hành khách, liền vui mừng chạy đến ôm lấy cô gái. Thì ra hai người bọn họ trước đây là người yêu của nhau. Sau nhiều tháng mất tích, cuối cùng đã gặp lại tại chính ngôi làng này. Trong khi đó về phía Tabby, sau khi rơi xuống chiếc hố thì bất ngờ gặp lại Victor. Cả hai đi dọc lối mòn bên dưới lòng đất. Tabby đi được một đoạn thì phát hiện một chiếc vali, bên trong là một bộ váy trắng. Bọn họ tiếp tục đi đến một cái hang. Tại đây chính là hang ổ của bọn quái vật. Chúng lúc này đang ngủ say. Tabby và Victor cố gắng giữ im lặng, không dám phát ra tiếng động. Victor vừa lúc đó bỗng phát hiện một con búp bê, liền tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tabby cố gắng trấn an ông ta. Cả hai sau đó tiếp tục đi dọc theo hang động, phát hiện bọn quái vật càng lúc càng đông. Ở giữa hang động là những viên đá xếp chồng lên nhau. Tabby nhìn thấy một cái hang kỳ lạ. Bà ta vừa bước đến, bất ngờ một đứa trẻ với gương mặt đáng sợ xuất hiện hù dọa, khiến bà ấy hoảng sợ hét lên. Lúc này trời đã gần tối, đám quái vật từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Victor và Tabby hoảng hốt liền bỏ chạy khỏi đó. Bọn họ may mắn tìm thấy lối ra hang động, chính là bên ngoài khu rừng. Victor sau đó đưa Tabby đến một chiếc xe tải bỏ hoang. Nơi này là căn cứ bí mật của ông ta. Có thể dùng để làm nơi trú ẩn qua đêm tránh lũ quái vật phát hiện. Trong khi đó tại ngôi làng, nhìn thấy trời sắp tối, Donna yêu cầu tất cả hành khách mau đi vào nhà. Nữ tài xế không đồng ý, bảo rằng sẽ đưa bọn họ rời khỏi đây. Biết rằng không đủ thời gian để giải thích, Donna liền cầm súng bắn về bánh xe, sau đó ra lệnh tất cả mau đi vào trong. Một vài hành khách sợ hãi liền bỏ chạy toán loạn. Về phía Jim, biết mình không kịp thoát ra khỏi căn nhà, nên đã khuyên Julia mau rời khỏi đó. Ông ta trấn an, bảo rằng nếu nấp dưới đây sẽ không bị bọn quái vật phát hiện. Cô gái mặc dù không muốn nhưng không còn cách nào khác. Sau khi tất cả đã ổn định, Donna liền giải thích về ngôi làng bí ẩn này. Mỗi buổi tối đều có đám quái vật ăn thịt người xuất hiện. Những ai không vào nhà đều sẽ bị chúng tấn công. Nhóm hành khách tỏ ra nghi ngờ những lời của Donna, thế nhưng do bà ta cầm súng nên không ai dám phản kháng. Trong khi đó ở chỗ cảnh sát trưởng, sau khi cố gắng kêu cứu, cuối cùng đã có ai đó thả sợi dây xuống. Ông ta nhanh chóng trèo lên phía trên. Tại đây mới phát hiện mình bị nhốt trong một căn hầm. Gần đó có một ông lão bị trói. Xung quanh ông ta là nhiều xác chết với tình trạng tương tự. Steven cố gắng hỏi người đàn ông, tuy nhiên ông ta bảo rằng bản thân đã bị trói tại đây quá lâu, đến nỗi không còn nhớ được thứ gì. Steven muốn giải thoát cho ông lão, thế nhưng sợi xích lại buộc quá chặt không thể mở ra. Ông lão sau đó tiết lộ rằng, ông ta cũng từng là người dân trong thị trấn. Bọn quái vật chỉ là bề nổi. Phía sau chúng còn có một bí mật đáng sợ hơn rất nhiều. Vừa nói xong bỗng một tiếng nhạc cất lên. Steven phát hiện gần đó có một hộp nhạc, với biểu tượng là một người phụ nữ đang nhảy múa. Ngay khi tiếng nhạc vừa dừng lại, trong người ông lão xuất hiện những con sâu bò dưới lớp da. Ông ta bất ngờ cào vào vai của Steven, bảo rằng máu của tôi giờ là máu của cậu. Vừa nói xong thì ngã xuống đất chết ngay tại chỗ.
Steven hoảng hốt liền bỏ chạy, đến khi nhận ra thì phát hiện bản thân vẫn còn trong khu rừng. Căn hầm lúc nãy giờ đã hóa thành một đống tàn tích cổ xưa. Lúc này trời đã gần tối, bỗng có một con chó từ đâu chạy đến, đưa cảnh sát trưởng đến chỗ của Victor và Tabby. Cả ba vừa gặp lại nhau chưa được lâu, bất ngờ cậu thanh niên Elgin cũng từ đâu xuất hiện. Cậu ta đang bị đám quái vật đuổi theo. Steven không suy nghĩ liền cho cậu ta lên xe. Nhờ bản thân có mang theo viên đá bên người, nên bốn người bọn họ may mắn không bị bọn quái vật tấn công. Elgin sau đó kể về chuyến xe buýt, cũng như chuyện căn nhà của Jim bị đổ sập. Tabby biết tin chồng mình gặp nạn thì vô cùng lo lắng. Trong khi đó tại thị trấn, Alice cùng cô bạn gái Fatima đang cố gắng tìm kiếm những hành khách đã bỏ chạy. Lúc này đám quái vật cũng đã xuất hiện. Bọn họ không còn cách nào đành bất lực chạy vào trong nhà. Những hành khách xấu số bị đám quái vật truy sát, bọn họ ngây thơ không biết thứ đáng sợ đang ở trước mắt. Hai hành khách nọ tìm được một ngôi nhà. Vừa vào trong chưa được lâu, bỗng nghe thấy bên ngoài có một giọng nói, nhờ bọn họ mở cửa. Hai vị khách không chút nghi ngờ liền làm theo. Trong khi đó tại chỗ chiếc xe buýt, một con quái vật tìm thấy hai ông bà già đang nấp đằng sau xe. Hắn ta tỏ thái độ thích thú trước khi lao đến ăn thịt hai nạn nhân xấu số. Bên ngoài tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Tên thanh niên London muốn ra ngoài kiểm tra, thế nhưng liền bị chặn lại. Hắn bất ngờ cướp cây súng của Kenny, sau đó ra lệnh những người xung quanh mau bỏ súng xuống. Trong lúc chưa biết làm gì, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kenny tranh thủ liền giật lại khẩu súng, sau đó khống chế London trước khi hắn ta kịp gây thêm chuyện. Lúc này ở bên ngoài, Jim cùng ông chủ quán rượu đang ẩn nấp bên dưới ngôi nhà, cố gắng không gây ra tiếng động. Bỗng nhiên anh chàng tên Rick tỉnh dậy. Anh ta thấy cơ thể mình đang bị đống sắt vụn đè lên thì vô cùng hoảng hốt, liền la lớn kêu cứu. Ông chủ quán rượu cố gắng trấn an anh ta, bảo rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên Rick do vết thương quá nặng, đã bắt đầu ho ra máu. Anh ta sau đó không cầm cự được nên đã tắt thở. Lúc này một con quái vật từ bên ngoài xuất hiện, lao đến cắn xe ông chủ quán rượu. Jim sợ hãi chỉ biết im lặng không dám nhúc nhích. Sáng hôm sau, mọi người ra ngoài kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Xác ông chủ quán rượu đang nằm giữa sân, bụng bị móc sạch nội tạng. Julia lo lắng cho cha bèn chạy đến chỗ ngôi nhà. Cô gái thở phào nhẹ nhõm khi biết ông ta vẫn còn thoi thóp. Jim sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Nhóm của Tabby lúc này cũng đã quay về thị trấn. Jim nhìn thấy vợ còn sống thì vô cùng mừng rỡ. Bọn họ ôm lấy nhau thắm thiết. Trong khi đó, nữ tài xế sau khi chứng kiến những hành khách của mình bị giết hại dã man, đã tin những lời mà những người trong làng đã nói. Cảnh sát trưởng sau đó ra mặt, giải thích luật lệ và chào đón những người mới đến. Tên thanh niên London vẫn còn tức giận chuyện hôm qua. Hắn ta tỏ vẻ không muốn hợp tác, tuy nhiên Steven chỉ vừa nói vài câu đe dọa, đã khiến thanh niên sợ hãi liền nghe theo. Về phía Z, sau khi biết tin Victor vẫn còn sống và đang ở trong làng, liền ba chân bốn cẳng đến gặp ông ta, hỏi về biểu tượng hình tròn kỳ lạ mà mình tìm thấy trong quyển sổ tay. Tuy nhiên Victor vừa nghe thấy liền tỏ vẻ sợ hãi, bảo rằng mình không biết gì về nó và nhanh chóng bỏ đi. Sau khi ngôi nhà bị sập đổ, gia đình của Jim không còn nơi nào để ở. Bà Lưu vì thế đã cho bọn họ tá túc nhà của mình vài ngày. Tabby cùng Julia sau đó đi đến chỗ nhà kho, tìm vài bộ quần áo để dự trữ. Khi cả hai vừa rời đi, bỗng nhiên Tabby phát hiện có hai đứa trẻ, hình dáng kỳ lạ đang đứng từ xa nhìn mình chằm chằm. Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi vừa đến trước hiên nhà, Tabby phát hiện cậu con trai Eden đang ngồi chơi xếp hình. Đặc biệt biểu tượng cậu bé xếp lại giống hệt thứ bà đã nhìn thấy bên dưới hang động. Lúc này hai đứa trẻ kia lại xuất hiện, đứng trước mặt Tabby khiến bà ta vô cùng sợ hãi. Nghĩ rằng chuyện có liên quan đến bọn quái vật, Tabby đã một mình đến chỗ cái hang bên ngoài khu rừng, sắp xếp những viên đá thành hình biểu tượng. Bỗng nhiên từ đằng xa, hàng loạt những đứa trẻ từ đâu xuất hiện, lao đến ôm lấy Tabby. Bà ta giật mình hoảng hốt, đến khi nhìn lại thì chúng đã biến mất. Bên ngoài ngôi làng, Kenny cùng Alice đang đi tìm thức ăn, bỗng nghe thấy tiếng động gần đó. Bọn họ đến kiểm tra thì thấy một cô gái đang ngồi cựa vào gốc cây, đầu bị đâm xuyên qua bởi một thanh sắt. Điều kỳ lạ là cô ta vẫn còn sống. Nữ y tá Christy khi nghe tin liền chạy đến. Cô gái bảo rằng mình là một trong những hành khách trên chuyến xe buýt. Tối hôm qua đã cùng chồng vào một ngôi nhà, sau đó bị đám quái vật dụ mở cửa. Bọn chúng đem người chồng ra ngoài tra tấn rồi giết chết, còn bắt cô gái phải chứng kiến tất cả. Christy quan sát thì phát hiện thanh sắt đã đâm xuyên qua đầu cô gái trẻ. Việc còn sống đã là điều kỳ tích. Thế nhưng ở ngôi làng này không có thiết bị để cấp cứu. Bọn họ không còn cách nào phải cho cô gái ra đi nhẹ nhàng nhất có thể. Cảnh sát trưởng sau đó xuất hiện, dùng hết sức lôi thanh sắt ra khỏi đầu cô gái. Cô ta sau khi hét lên đầy đau đớn, cuối cùng đã ra đi theo người chồng của mình. Ngày hôm sau, Kenny khi đến nhà của cha xứ lấy ít đồ, bỗng nghe bên dưới tầng hầm có tiếng động. Cậu ta xuống kiểm tra thì ngạc nhiên khi thấy Sarah đang trốn bên dưới. Kenny ngay lập tức chạy đến báo tin cho cảnh sát trưởng. Ông ta biết chuyện thì vội vàng đến gặp cô gái.
Sarah bảo rằng, bản thân ngày hôm đó cũng đã chui vào trong hốc cây giống như Steven, thế nhưng lối ra lại chính là căn hầm này. Steven cố gắng trấn an, bảo rằng sẽ giúp cô gái ở đây an toàn. Ông ta sau đó kể lại mọi chuyện với Kenny, nhờ cậu ta giữ bí mật chuyện này không nói ai biết. Cảnh sát trưởng khi vừa bước ra khỏi ngôi nhà, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chóng mặt. Bên dưới lớp da của ông ta xuất hiện những con sâu đang bò lúc nhúc. Trong khi đó ở ngôi nhà chung, tên thanh niên London mới đến nhưng lại không xem ai ra gì, suốt ngày gây chuyện với những người khác. Hắn ta còn tỏ ra lười biếng, không chịu làm việc mà chỉ nằm lì trên ghế sofa cả ngày. Bà chủ Donna cảm thấy tức giận, bèn đuổi hắn ta ra khỏi ngôi nhà chung. Brandon sau đó trở thành kẻ vô gia cư, phải ở một mình trên chiếc xe buýt. Tối đến, đám quái vật xuất hiện xung quanh chiếc xe. Brandon nhìn thấy thì liên tục chửi rủa, thế nhưng bản thân vẫn không dám bước ra ngoài. Vài ngày trôi qua, Jim đã bình phục vết thương sau vụ tai nạn. Ông ta tiếp tục điều tra về giọng nói lạ phát ra trên radio mà mình đã nghe được vài ngày trước. Jim kể lại chuyện này cho cảnh sát trưởng. Ông ta cho rằng có thể nơi này là một thí nghiệm bí mật của quân đội chính phủ và những người trong làng chính là vật thí nghiệm. Mặc dù nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Không bỏ cuộc, Jim tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình cho Donna. Tuy nhiên bà ta cho rằng trước mắt đừng nên nói chuyện này cho bất cứ ai. Trừ khi tìm được bằng chứng xác thực, nếu không mọi người sẽ vô cùng hoảng loạn. Về phía Kenny, vì muốn xác thực lại những chuyện Sarah đã làm, nên một mình xuống tầng hầm để gặp cô gái. Sarah sau đó vì không chịu được, nên đã kể lại tất cả những chuyện mình đã gây ra, bao gồm cả đêm cô mở cửa bệnh viện, khiến bố của Kenny bị bọn quái vật sát hại dã man. Cậu ta sau khi biết sự thật vì vô cùng tức giận, còn tức giận hơn khi cảnh sát trưởng đã biết mọi chuyện, thế nhưng vẫn chọn cách bảo vệ cô ta. Kenny sau đó vứt bỏ huy hiệu cảnh sát rồi bỏ đi khỏi đó. Chuyện Sarah còn sống đã nhanh chóng lan khắp ngôi làng. Jim và Tabby khi biết chuyện, liền đến gặp cô ta liên tục chửi rủa, muốn cô ta phải bị kết án tử hình. Steven phải ra mặt can ngăn. Ông ta cho rằng Sarah là một nhân tố quan trọng, có kết nối với ngôi làng này. Cô ta có thể là chìa khóa để giúp mọi người thoát khỏi đây. Hai vợ chồng Jim nghe vậy mới tỏ ra nguôi ngoai, cảnh cáo cô ta không được lại gần con trai mình một lần nào nữa. Mặc dù được chấp nhận ở lại ngôi làng, thế nhưng không một ai muốn đến gần Sarah, cho rằng cô ta là một kẻ điên loạn, đã giết chết anh trai mình. Sarah về ngôi nhà năm xưa để tìm đồ đạc của Nathan, tuy nhiên nơi này giờ đây đã có chủ mới. Bọn họ bảo tất cả đồ của hai anh em Sarah đều đã đem vứt vào nhà kho chỗ bà lưu. Sarah không còn cách nào phải đến quán ăn gặp bà ta. Cô gái xin lỗi vì những chuyện đã làm. Bà Lưu mặc dù rất tức giận, thế nhưng vẫn trả lại gói đồ, bảo cô ta đừng bao giờ đến đây một lần nào nữa. Khi Sarah vừa bước ra ngoài, bất ngờ bị Kenny bắt gặp. Cậu ta lao đến giật lấy gói đồ trên tay cô gái, sau đó ném hết mọi thứ xuống đất. Sarah cố giành lại bức tượng kỷ niệm năm xưa của Nathan, thế nhưng liền bị Kenny cướp lấy và đập nát nó thành từng mảnh. Cậu ta cảnh cáo cô gái, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình một lần nào nữa. Những người xung quanh nhìn thấy nhưng không ai vào can ngăn. Chỉ duy nhất một mình cậu thanh niên Elgin là đến giúp thu gom lại đồ đạc. Về phía anh chàng Zed, sau khi kế hoạch xây dựng trạm radio thất bại, những ngày sau đó cứ ở lì một mình trong nhà, nghiên cứu cách để thoát khỏi ngôi làng. Anh ta thường xuyên nhìn thấy những ảo ảnh về người đàn ông bí ẩn trong bức hình. Thậm chí còn nhìn thấy cả biểu tượng kỳ lạ đang chảy máu. Chưa biết làm thế nào thì Victor bỗng đến gặp. Ông ta sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng đã quyết định sẽ kể cho Zed nghe về những chuyện năm xưa. Victor sau đó đưa anh ta đến một bãi đất trống, nơi yên nghỉ của hàng trăm chiếc ô tô. Victor bảo rằng người đàn ông trong bức hình chính là Christopher, là một cư dân trước đây của ngôi làng. Ông ta là một người vui tính, rất được lòng những người dân xung quanh. Tuy nhiên chuyện xảy ra khi Christopher vô tình tìm hiểu về ký hiệu hình tròn kỳ lạ trong quyển sổ. Từ đó ông ta như trở thành một con người khác, vô cùng điên loạn và thích chém giết. Tất cả người dân trong làng khi đó đều bị ông ta giết chết. Chỉ duy nhất mình Victor còn sống nhờ ẩn nấp kịp thời dưới tầng hầm. Victor khuyên Zed rằng đừng nên cố tìm hiểu về ký hiệu hình tròn, nếu không muốn bản thân bị tha hóa. Trong khi đó ở chỗ cảnh sát trưởng Steven, anh ta đến ngôi nhà trước đây của cha xứ, phát hiện bàn ghế đều đã biến mất. Ở giữa nhà chính là hộp nhạc kỳ lạ mà Steven đã thấy trong căn hầm. Nó phát ra một bài nhạc với âm điệu rùng rợn. Một cô gái từ đâu xuất hiện nhảy múa. Steven vừa bước lại gần, bất ngờ bị nó hù dọa khiến ông ta giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân lại đang ở nhà của bà Lưu. Kenny thấy cảnh sát trưởng có vẻ mệt mỏi nên đã dìu ông ta về nhà. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy những chiếc lá vàng trên cây đang rụng dần, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra ở thị trấn. Bỗng nhiên cánh tay của Steven lại đau nhói, bên trong lớp da xuất hiện những con sâu quái dị. Bản nhạc rùng rợn lúc nãy lại vang lên. Cô gái trẻ bước lên từ tầng hầm. Tuy nhiên có vẻ chỉ mình cảnh sát trưởng là nhìn thấy cô ấy. Ông ta vừa xoay qua, nhìn lại thì cô gái kia đã biến mất từ lúc nào. Vài ngày sau, do sự xuất hiện của những vị khách mới đến, khiến lương thực trong thị trấn càng lúc càng cạn kiệt.
Donna dự tính bọn họ chỉ còn lương thực cho khoảng một tháng. Cơn bão đi qua đã làm rau củ bị hư hỏng nặng, cần thời gian để làm mùa vụ mới. Lương thực khan hiếm cũng khiến những người trong nhà chung xảy ra tranh cãi. Một người đàn ông tức giận bảo rằng, Elgin đã cố ý ăn cắp thức ăn trong nhà bếp. Mặc cho cậu thanh niên cố gắng giải thích là mình không có, thế nhưng vẫn bị ông ta chửi bới, còn đòi đuổi tất cả thành viên mới ra khỏi nhà. Alice phát hiện vụ việc liền chạy đến can ngăn. Trong lúc xô sát, người đàn ông vô tình đâm con dao vào bụng của cậu ta, khiến máu chảy ra rất nhiều. Fatima hoảng hốt định đưa Alice đến trạm xá. Tuy nhiên lúc này trời đã tối, bên ngoài đầy bọn quái vật. Elgin không suy nghĩ liền xung phong ra ngoài lấy xe. Cậu ta phóng thẳng đến chỗ đậu xe, lái nó đi trước khi bị bọn quái vật bắt được. Ba người sau đó đã thành công đến được chỗ trạm xá. Christy nhanh chóng đưa Alice lên bàn mổ. Vết thương nghiêm trọng cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên do không đủ lượng máu dự phòng, nên cần thêm người thân để lấy máu. Cảnh sát trưởng muốn cứu con trai, thế nhưng ông ta lo lắng rằng, thứ đáng sợ trong người mình sẽ nhiễm sang Alice. Lúc này những con sâu lại trồi lên, khiến cảnh sát trưởng vô cùng đau đớn. Ông ta bỗng nghĩ ra một kế hoạch, liền một mình chạy ra bên ngoài, đứng đối diện với đám quái vật. Cảnh sát trưởng dùng dao chém một nhát vào cổ của con quái vật, sau đó lấy máu của mình đè lên vết thương. Ông ta cảm giác những con sâu dưới cánh tay đang dần truyền qua con quái vật. Nó ban đầu cười hả hê không hiểu chuyện gì, bất ngờ cả cơ thể biến đổi, giống lên đầy đau đớn. Những con khác không còn quan tâm đến Steven. Ông ta tranh thủ thời cơ liền chạy lại vào trong nhà. Lúc này máu của cảnh sát trưởng đã trở về bình thường. Nhờ truyền máu kịp thời mà ca phẫu thuật của Alice cũng thành công tốt đẹp. Cậu ta may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch. Sáng hôm sau, mọi người bước ra ngoài thì phát hiện con quái vật hôm qua vẫn nằm im bất động. Lẽ nào những con sâu trong máu của cảnh sát trưởng có thể giết được bọn quái vật bất tử này sao? Christy muốn mang xác con quái vật vào trong để tiến hành mổ xẻ, xem bên trong chúng có những gì. Cả ba sau đó đặt xác con quái vật lên bàn mổ. Khi vừa vạch bụng nó ra, Christy vô cùng bàng hoàng khi biết nó có cấu tạo giống hệt cơ thể người. Chỉ trừ một điểm là các cơ quan bên trong đều khô quéo, như thể đã chết từ rất lâu. Christy sau đó đâm vào túi mật, một dịch màu vàng từ bên trong chảy ra. Cô gái tin rằng những con sâu vẫn còn trong người con quái vật. Thế nên dịch của nó có thể là phương pháp giúp tiêu diệt đám quái vật ngoài kia. Trong khi những người khác đang miệt mài làm việc để duy trì sự sống, thì Jim vẫn giữ suy nghĩ ngôi làng này chỉ là một thí nghiệm của chính phủ. Tabby thấy chồng mình như vậy thì tỏ ra rất thất vọng, khuyên Jim nên sớm tỉnh táo trở lại và đi giúp những người xung quanh. Ông ta đang đứng bên ngoài, chợt phát hiện một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Thì ra nó là của tên Thanh Randon. Hắn ta bảo rằng, chiếc máy bay này là món quà mua tặng một đứa em họ. Jim bỗng nảy ra một ý tưởng, bèn đưa Randon đến chỗ chiếc xe của gia đình mình khi xưa. Tìm kiếm bên trong những thiết bị để thu sóng vô tuyến. Jim cho rằng nếu chiếc máy bay bay đủ cao, có thể thu được tín hiệu bên ngoài xa hơn. Bọn họ sau một hồi miệt mài, cuối cùng đã chế tạo thành công chiếc anten. Tuy nhiên do chỉ là một chiếc máy bay đồ chơi, nên nó không thể chở được vật quá nặng trên người. Jim tỏ ra thất vọng, tuy nhiên Randon đã có một hướng suy nghĩ khác. Hắn ta cho rằng, nếu đây thực sự là thí nghiệm của chính phủ, thì bọn họ chắc chắn sẽ kẻ nội gián bên trong ngôi làng. Jim quyết định tối nay sẽ cùng Randon trốn bên trong chiếc xe, theo dõi tung tích của bọn quái vật, để xem chúng đi đâu và làm gì vào mỗi tối. Trong khi đó về phía Tabby, đã đến gặp Zed và kể lại chuyện xảy ra ở hang động dưới lòng đất. Bà ta vô tình nhìn thấy ký hiệu hình trong quyển sổ, bảo rằng mình cũng thấy thứ này ở hang động của lũ quái vật. Rất có thể Victor hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Hai người sau đó đến gặp ông ta, tra hỏi thêm một lần nữa, tuy nhiên Victor vẫn một mực không muốn nói. Tabby cố gắng năn nỉ người đàn ông, bảo rằng đây có thể là cách duy nhất để quay trở về nhà. Victor sau cùng đã động lòng. Ông ta đưa Tabby đến chỗ bãi xe bỏ hoang. Tại đây có lưu giữ những bức ảnh mà năm xưa Victor đã vẽ. Ông ta vừa nhìn vào đống ảnh, lập tức ký ức năm xưa chợt ùa về. Thì ra Victor đến đây không chỉ một mình, mà còn có một đứa em gái. Tuy nhiên vào cái đêm định mệnh hôm đó, ông ta vì quá sợ hãi nên không bảo vệ được em gái, khiến cô bé phải nhận lấy cái chết thảm khốc. Tabby nhìn trong đống ảnh, phát hiện một bức vẽ một tòa tháp kỳ lạ. Victor bảo rằng đó là nơi giam giữ lũ trẻ. Mẹ của ông cho rằng phải cứu những đứa trẻ này mới có thể thoát khỏi ngôi làng. Trong khi đó tại ngôi làng, những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Cậu thanh niên Elgin khi đang tắm trong bồn, bỗng nghe thấy một tiếng nhạc kỳ lạ. Chiếc hộp nhạc bất ngờ xuất hiện trước mặt. Cậu ta chưa hiểu chuyện gì, bỗng liền bị kéo xuống mặt nước. Trước mặt Elgin xuất hiện một hình nộm với gương mặt đáng sợ. Về phía Kenny, khi vừa về nhà thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bên trong là giọng của một người đàn ông. Ông ta liên tục lặp lại một câu nói. Chúng chạm vào, chúng đập vỡ, chúng cướp đoạt. Không ai ở đây được tự do hết. Khi tiếng nhạc vẫn còn vang vọng, chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Kenny nghe xong không hiểu chuyện gì. Cậu ta nhìn vào nồi súp đang nấu trên bếp. Bên trong là hàng nghìn con ve đang bay. Bỗng một con lao đến cắn vào tay Kenny.
cậu ta giật mình tỉnh lại, thì ra chỉ là cơn mơ. Thế nhưng khi Kenny nhìn vào cánh tay, thì phát hiện nó bị bầm tím ngay nơi con ve đã cắn lúc nãy. Lúc này cảnh trưởng bỗng đến gặp. Ông ta muốn cùng Kenny đến chỗ trạm xá, nhờ Christy chiết xuất thêm dịch từ con quái vật để làm vũ khí. Bọn họ vừa đến nơi thì phát hiện cảnh tượng lộn xộn. Mary vô cùng sợ hãi, bảo rằng nghe thấy tiếng thứ gì bên dưới tầng hầm. Khi bọn họ bước xuống kiểm tra, thì kinh hãi khi thấy rất nhiều ve đang vây kín xác con quái vật. Kenny nhìn thấy liền nhận ra, chúng là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ. Lúc này Donna cũng vừa đến. Thế nhưng khi bà ta cùng cảnh sát trưởng xuống tầng hầm, thì đã không còn thấy con ve nào nữa. Bọn họ bàn tính chuyện đem xác con quái vật đi phi tang. Tuy nhiên khi cả nhóm đang vác nó ra ngoài, đã bị tên thanh Randon từ phía xa nhìn thấy. Hắn ta sau đó một mình đến gặp Donna, trong đầu dường như đang nảy ra kế hoạch nào đó. Chiều hôm đó, khi cảnh sát trưởng cùng những người khác vừa về đến làng, bỗng nghe thấy tiếng hét từ một nhà dân gần đó. Bọn họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Xác một người phụ nữ nằm chết trên giường. Cơ thể bị nổ tung và bẻ gãy vô cùng đáng sợ. Người chồng khóc lóc bảo rằng vợ ông ta đang nằm ngủ thì bắt đầu nói mớ. Sau đó cơ thể bỗng dưng bị vỡ vụn trước mặt ông ấy. Khi cảnh sát trưởng hỏi rằng cô ta đã nói gì, người đàn ông liền thuật lại. Chúng chạm vào, chúng đập vỡ, chúng cướp đoạt. Không ai ở đây được tự do hết. Kenny nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Đó chính là những lời người đàn ông đã nói trong điện thoại. Lúc này người dân xung quanh vì hiếu kỳ nên đã tụ tập trước cửa ngôi nhà. Steven cố gắng trấn an, yêu cầu mọi người mau quay về nhà trước khi trời tối. Về phía Jim, đã một mình đi vào rừng để gặp Randon như đã hẹn. Tại đây phát hiện hắn ta đã bắt Donna làm con tin. Randon cho rằng, có thể bà ta chính là nội gián của chính phủ. Hắn đã thấy bọn họ mang xác một con quái vật đi phi tang. Bọn quái vật được đồn đại bất tử, không có chuyện bị giết dễ dàng như vậy. Mặc dù Donna cố gắng giải thích, thế nhưng hắn ta vẫn không hề quan tâm. Jim định đến tháo dây trói cho Donna liền bị Randon lao đến chặn lại. Lúc này cảnh sát trưởng đã có mặt kịp thời, chĩa súng vào người tên thanh niên khiến hắn phải chịu đầu hàng. Trời càng lúc càng tối, bọn quái vật sắp sửa xuất hiện. Bọn họ định lái xe về làng, thế nhưng tên Randon bất ngờ cầm chìa khóa ném đi mất. Hắn ta thích thú muốn xem ai là nội gián của chính phủ. Cả nhóm không còn cách nào phải chui vào trong xe để trốn. Cảnh sát trưởng may mắn có đem theo lọ dịch của con quái vật, bèn bôi nó lên những viên đạn và lắp vào khẩu súng. Ông ta muốn thử nghiệm xem liệu những viên đạn này có giết được lũ quái vật hay không. Khuya hôm đó, đám quái vật như thường lệ bắt đầu bước ra từ khu rừng. Tuy nhiên chúng không đến gần chiếc xe mà bao vây xung quanh. Bỗng dưng tiếng nhạc rùng rợn lại cất lên. Bên dưới mặt đất phát ra âm thanh như tiếng va đập. Tên Randon vì sợ hãi nên đã đập cửa sổ bỏ chạy. Những người khác thấy vậy cũng tìm đường đến chỗ chiếc xe. Steven cố gắng ở lại bắn từng viên đạn vào đám quái vật, thế nhưng chúng dường như không chút hề hấn gì. Lúc này Jim đã thành công nổ máy được chiếc xe, giúp bọn họ thoát chết trong gang tấc. Trong khi đó, tên thanh niên Randon không may đã chạy sâu vào rừng. Hắn ta bị vô số những con ve lao đến, bay thẳng vào người. Lúc này tại ngôi làng, một cậu thanh niên tên Rexy bỗng dưng phát điên, liên tục bảo rằng nó sắp đến, tất cả rồi sẽ chết hết. Phía trên lầu, cô bạn gái của Christy là Mary, bỗng nhiên phát hiện xung quanh đầy những con ve đang bay. Chúng lao đến tấn công, khiến cô gái bỗng lên cơn co giật. Mary thét lên đầy đau đớn. Đôi mắt chuyển sang màu trắng đáng sợ. Christy vô cùng lo lắng, thế nhưng không biết phải làm gì. Căn bệnh sau đó bắt đầu lan sang những người khác. Julia đang ở nhà bất ngờ cũng có biểu hiện tương tự. Dường như bọn họ đang bị tra tấn bên trong tiềm thức của mình. Lúc này cậu thanh niên Elgin mới chịu kể lại giấc mơ mà mình đã gặp trước khi đến thị trấn này. Lúc đó Elgin gặp được một cậu bé mặc đồ trắng. Cậu ta lập đi lập lại một câu nói. Chúng chạm vào, chúng đập vỡ, chúng cướp đoạt. Không ai ở đây được tự do hết. Trong khi những người xung quanh không hiểu nó có nghĩa gì, thì một người phụ nữ gần đó bỗng nghe thấy những câu này rất quen. Bà ta bảo rằng đây là một đoạn trong bài về cổ mà bà đã được nghe khi còn nhỏ. Cảnh sát trưởng nghe xong thì vô cùng bàng hoàng. Sáng hôm sau, không khí trầm lặng bao trùm cả ngôi làng. Julia và Mary đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Donna cùng một vài người khác đi vào rừng tìm kiếm, phát hiện tên thanh niên Randon đang nằm bất tỉnh giữa khu rừng. Vừa chạm vào, bất ngờ hắn ta giống lên một tiếng thét kinh hãi. Lúc này Julia và Mary cũng trong tình trạng tương tự. Steven vì không thể chịu được nên quyết định sẽ đến chỗ Sarah, hy vọng cô ta có thể tìm được cách giải quyết. Bọn họ sau đó đi sâu vào khu rừng, tìm đến chỗ di tích cổ mà Steven đã lạc ở đầu phim. Sarah lúc này bỗng tỏ ra vô cùng đau đớn, mũi liên tục chảy máu. Cô ta bảo rằng Steven là người đã mang con quái vật đến với ngôi làng. Nó vô cùng thích thú và sẽ không dừng lại. Nó muốn tất cả mọi người phải chịu đau khổ. Trừ khi phá hủy hộp nhạc, nếu không tất cả đều sẽ chết hết. Steven nghe xong như điếng lặng trong người. Ông ta không biết hộp nhạc từ đâu, và làm sao để phá hủy được nó.
Trong khi đó, cậu thanh niên Z vì muốn tìm hiểu sự thật đằng sau biểu tượng hình tròn, đã một mình đến chỗ cái hang của lũ quái vật, đánh liều đi vào bên trong khám phá. Sau một lúc mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng Z đã đến được khu trung tâm của cái hang. Cậu ta vừa bước đến giữa căn phòng, bất ngờ những đứa trẻ bí ẩn lại xuất hiện. Chúng nằm lên những tảng đá, miệng lẩm bẩm đọc một câu thần chú gì đó. Z ngước nhìn lên trên hang động, phát hiện một lối đi bí mật đã mở ra. Thế nhưng vừa chớp mắt, nhìn lại thì đám trẻ con đã biến mất. Lối đi phía trên cũng đã bịt kín lại. Về phía Tabi, sau khi xem những bức tranh của Victor đã vẽ, liền nghi ngờ những lời mẹ ông ta đã nói năm xưa có thể là sự thật. Tìm thấy tòa tháp và cứu những đứa trẻ, có thể chính là chìa khóa để thoát khỏi ngôi làng. Tabi muốn Victor đưa mình đến chỗ tòa tháp. Jim lo lắng vợ mình có thể gặp nguy hiểm, tuy nhiên bà ta vẫn muốn liều mạng một phen để thử. Victor sau đó đã đưa Tabi vào trong khu rừng, đến một cái cây to treo đầy những chai lọ bên trên. Ở giữa thân cây là một cái lỗ sâu. Victor bảo rằng đây là một cánh cổng dịch chuyển đặc biệt. Mẹ của ông từng cố gắng đi vào bên trong, thế nhưng bà ta đã bị giết trước khi kịp làm điều đó. Tabi ôm lấy Victor nói lời cảm ơn, trước khi chui vào bên trong cái lỗ và biến mất không dấu vết. Về phía cảnh sát trưởng Steven, sau khi biết sự thật, rằng bản thân chính là nguyên nhân gây ra thảm kịch cho ngôi làng, thì tỏ ra vô cùng ăn năn hối hận. Donna vì thế đã đến an ủi cảnh sát trưởng, tin rằng ông chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Steven sau đó quyết định đi vào khu rừng một lần nữa, quyết tâm tìm cho ra hộp nhạc mà Sarah đã nói. Vừa lúc đó, bất ngờ tên thanh niên Rexy từ đâu xuất hiện, cầm súng chìa thẳng vào cảnh sát trưởng. Hắn ta như bị ai điều khiển, miệng liên tục xin lỗi nhưng tay vẫn bóp cò. Cảnh sát trưởng không may bị bắn vào vai. Ông ta không còn cách nào, phải ra tay hạ gục Rexy trước khi hắn ta kịp làm gì thêm. Steven sau đó đi đến chỗ khu di tích cổ. Ông ta dùng bật lửa đốt cháy ngọn đuốc, bất ngờ ảo ảnh hôm trước lại xuất hiện. Steven phát hiện Julia cùng những người khác đang bị trói bên trong. Bọn họ liên tục thét lên đầy đau đớn như bị ai tra tấn. Tiếng nhạc rùng rợn lúc này bỗng dưng lại cất lên. Chiếc hộp nhạc hiện ra trước mắt. Người vợ đã mất năm xưa của Steven cũng xuất hiện. Bà ta khuyên ông nên từ bỏ, đừng nên phí công vô ích vì tất cả bọn chúng đều sẽ chết. Steven bỏ ngoài tai những lời người đàn bà đã nói. Ông ta xoay qua và đập nát hộp nhạc thành từng mảnh. Julia cùng những người khác lúc này bất ngờ tỉnh dậy. Bọn họ đã trở lại bình thường, không còn bị con quái vật ám lấy. Jim vô cùng vui mừng khi thấy con gái đã tỉnh lại. Bọn họ không biết rằng lúc này, Tabi đã lạc đến một nơi vô cùng kỳ lạ. Bà ta đi sâu vào khu rừng, tìm thấy một ngọn hải đăng ngay trước mặt. Thì ra tòa tháp mà mẹ Victor đã nói, chính là ám chỉ ngọn hải đăng này. Tabi sau đó bước lên cầu thang đi thẳng đến đỉnh tháp. Tại đây bà ta gặp được cậu bé trong bộ trang phục màu trắng. Cậu ta nói lời xin lỗi, trước khi bất ngờ đẩy thẳng Tabi rơi xuống bên dưới. Đến khi tỉnh lại, bà ta phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Nữ bác sĩ bảo rằng, một nhóm người leo núi đã tìm thấy Tabi ngất xỉu trong rừng và đưa đến bệnh viện. Bà ta bàng hoàng nhận ra, đây quả thật chính là thế giới bên ngoài. Sau tất cả, Tabi đã thực sự thoát khỏi thị trấn ác mộng. Những lời mẹ Victor đã nói đều là sự thật. Tuy nhiên liệu gia đình bà cùng những người khác có thể tìm ra được lời giải này hay không? 10 tập của phần 2 đến đây cũng đã kết thúc. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, để lại bình luận bên dưới. Nhớ bấm like, đăng ký để ủng hộ kênh làm ra những bộ phim hay khác nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.